Có rất là nhiều kiểu lẩu bò, nhưng mà có bao giờ các bạn ăn thử lẩu bò kho chưa? Ngon lắm luôn. Mỗi lẩu chỉ từ 150 cành mà còn được tặng kèm xương ống nữa. Đầy đủ bò kho, gân, tổ ong, bao tử, mì, đậu hũ và rau nấm ăn kèm nữa. Lẩu bò kho xương ống vừa mới có chi nhánh đầu tiên ở Gò Vấp nè. Cách cổng Lotte Gò Vấp chỉ có vài căn nhà thôi. Cái phần phút gọi là 150 cành, có đủ thịt, bò kho, gân, tổ ong, bao tử, cà rốt, hành tây theo định lượng chuẩn bằng cân. Mỗi lẩu thì quán sẽ luôn tặng kèm cho một cái ống xương tủy. Phút mê lẩu bò kho xương ống vì mỗi lẩu đã bao gồm đậu hũ, rau nấm ăn kèm. Riêng tủy bò, bò viên, ba chỉ bò thì thích thì mình có thể gọi thêm, đồng giá là 35 cành một dĩa. Lẩu bò kho thì có vị nước lèo đậm đà thơm ngon, đặc biệt không có quá đậm như là bò kho thường bán. Có ba size là 150, 180, 200. Mà cái phần lẩu 150 như Phú gọi thì hai người ăn no nghe. Lẩu sôi lên là mình cho đậu hũ và ba vắt mì vào ăn cùng, cũng nhiều lắm nha. Thêm rau nấm vào là mình bắt đầu thưởng thức được rồi. Với lẩu bò kho thì quán sẽ có hai loại nước chấm là tương đen và chao. Chao ở quán thì làm theo kiểu đặc cho nên chấm topping ăn thấm lắm. Đến cái quán này thì trà đá không phải tốn thêm, nước ngọt thì chỉ 15 cành còn review thoải mái luôn. Không gian quán thì thoáng mát, bao gồm cả trên vỉa hè và bên trong quán, có khá nhiều quạt được trang bị khắp nơi trong quán luôn. Nhân viên quán mới nhưng mà toàn các bạn trẻ cho nên lên món cũng khá là nhanh khi mà mình vừa tới đã có lẩu ăn rồi. Một số món topping gọi thêm khá là chất lượng như là ba chỉ, bò viên và tủy nè. Quán sẽ bán suốt tới luôn trừ 30 mùng 1 nghỉ thôi cho nên mấy bạn nhớ note lại nghe.